Xin chào các bạn, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 9 rưỡi và tôi đang chuẩn bị đưa Kỳ Tôm đi chụp làm mấy bộ photoshoot fashion. Người mẫu chúng ta đây. Nắng nồi kinh quá. Cho nên là vừa mới phải gọi Grab để đi rồi. Quá nắng luôn, sợ thật. Bây giờ cùng đi nhá. Để xem là bạn Kỳ Tôm diễn như thế nào với cả người mẫu nha. Hôm nay người mẫu rất là đẹp trai. Cho con Kỳ Tôm này nó đi, mình chờ người đi ké thôi. Thật là nắng, sợ thật. À hôm nay đi Grab mình một chuyến đi một chuyến về mình đã mời được hai ông anh chạy Grab để là hội bò sát. Về HK ngoài thấy con Kỳ Tôm này rất là hay, rất là tò mò cho nên là mình đã mời được hai ông anh đấy để vào hội bò sát. Và cái lúc chuyến về đấy đã gặp một ông anh cũng bảo là hồi trước cũng nuôi con Kỳ Tôm này rồi. Là vui khi mà đi taxi để gặp được ngay đồng dâm
Về nhà rồi nha. Và hôm nay con kỳ tôm này đã kiếm được mấy trăm nghìn, hơn cả mức lương của một gọi là công nhân bình thường. Chính vì cái sự cố gắng của nó mà hôm nay tôi đã phải cho nó ăn thưởng nóng cho nó một con chuột bạch Pinky, đâu, con này là Fuji à. Con chuột bạch mà hơi nhiều lông. Ui, cắn rồi. Ui, cắn rồi. Ui, cắn rồi. Hình ảnh hơi có chút máu me bạo lực, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi xem nha. Nếu mà sợ thì tốt nhất là đừng xem. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.